ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលផលិតសេរ៉ាមិចឬកូឡាឡាភីតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះបន្ទាប់ពីបណ្ដោះបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងផ្ដល់សម្ភារៈផលិតដំណ័យរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តនេះតើគម្រោងនេះបានបន្សល់កេរដំណែលអ្វីខ្លះដល់ក្រុមអ្នកផលិតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លោកជិនជីថារាយការណ៍ អណ្ដូងរិស័យគឺជាភូមិមួយរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការផលិតកំឆ្នាំងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់អំពីដីច្រើនជាងគេដែលភូមិនាំគ្នាផលិតសម្ភារៈទាំងនេះមិនដែលអាចខានឡើយមិនថានៅរដូវប្រាំងឬរដូវវស្សារវល់ធ្វើស្រែចម្ការយ៉ាងណាក្តីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកមានការចងក្រងក្រុមអ្នកផលិតដោយមានគម្រោងរបស់បរទេសដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនជាដើមដើម្បីលើកស្ទួយសិប្បកម្មនៅក្នុងភូមិនេះ ជាក់ស្ដែងមូលនិធិនេផុនហ្វោនដេសិនរបស់ជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីបង្កើតគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតសេរ៉ាមិចឬកូឡាឡាភីតរយៈពេល3ឆ្នាំគម្រោងបានចំណាយពេល1ឆ្នាំពេញដើម្បីសិក្សាពីគុណភាពដីនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សំទឹកថ្នាំលាបលើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់អំពីដីដែលត្រូវផលិតមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំនួយការគម្រោងលោកសួងសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងបានចំណាយទ
miền xa mạng tập hiệp phần lật, hỏi chạy rùm rạch bọt phí sao tờ áo nhạc phùm xa yên tiệt. Lột thà khao y bí cầm rộng bằng chọc nhiệt trong chân em bí bọn đập rãm, xa mẹ rẽ nâng lọ đọt xong ở lùi rõp mơn đô la, nâng bọc cố áo y bọc chì bọ rọt. Bởi chân em nâng cư kháng lịch bọn phòng đề sân nâng có bình chùn nạ chùm niên phí kháng chọc bọn mó bí khát mà xí cổ. Nè chùm niên màu xem 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 nè, chùm niên đầy phong, chùm niên chất nằm phong, chùm niên đột phong, thơ lo phong, chùm niên thơ bên, thơ bắn tay, thơ rô bọc tụng ổn nâng cư. Vì nhìn này còn lập sức xa theo riêng khuôn. Chân quốc bởi riêng dương tạm bì chùm nọt sâu, rô hô tất đo chùm nọt cung phù tụng ổn mòn. Lục xuân xung bạc chưa thà, krom nẹ phà lật ai krop krong thà phà lật nâng tiếp xa lụa chanh đời khuôn ai bán. Pru xe rà mạch rư kô lạc phía, cầm phong miên tiếp xa là tạm hàng. Nâng xung thà kia tùm nơ, nâu rí chì thê ni phnom phanh nâng khát xìm riêng. Lục thà bạc bê khlác, miên phanh hà tiếp xa lụa chanh kô nẹ phà lật tạng đọc nẹ. Ai tơ tu bàn prạc kâm rầy, khnông mẹ mẹ mẹ, chân lọc bì mù rồi tờ phí rồi đô la đái khnông mùi khai mùi khai. Trong nãy nhạc phá lật vinh à an thà phụ quát miền xa mặt đập hiệp phá lật ao tên miền xa mặt đập hiệp phá lật nâng lọ đọt xe rầm mạch rư cổ lạ lập hiếc nông cầm đào kháng đâm bay ao xa mặt đập đọt nút miền cổ lập hiếp nâng đồng lại phù. Nông vấy chiêng hà sập chân em đại mặt hàng cầm phông càng cổ lạ lập hiếc nâng đại mặt hàng tiệt càng chú liệt nắm cư nẹ xây uôn bầu miền phá xa thá cao bí phá lật nâng nông rung sập và cam rộ bò chụp bò ní rù quát nâng nẹ phùm chùm nôn phòng buôn nẹ xinh tiết bàn chiếc phá lật nâng tàm phía riêng riêng khuôn đài nẹ xây thà cà phá lật nâng tàm phía mặt bàn lọ ó đôi nâng rung sập và cam chụp bò lái đòi xa khuyên xong phía rạc cục quán nâng lọ đọt tùm lực tên này nế áp dị chân ôl kê nế tùy thà thử bà anh lộ bà anh xài khả nạp bộ gọt nâng chùi đấy thà bộ khuyên nâng sau ý kháng tiếp xa ý chăng á chăng tao bộ gọt chùi vần đồng đá phương tiếp xa đào tiếp xa ao ý tùm nạ tùm nông ý chăng á mà chàng ấy cho bà xong bà ọt thì bộ gọt tao ai xả nạ thà khuôn ai mà chà bà ọt thì bộ gọt tao bộ khuyên nâng khuyên đọc nạ nâng đời thà miên nạ đến kháng kê chạy đôi ở xô khang lấy ai thầm thấy chẳng cả ai kia ta khang tiếp xa từ mình men thả bị bộ quật hay bỏ bằng chào hay càng nghe nên có chụp phơi thế mình men thì chấm phu vật thô tiệt đam phật lật om chân năng xê rầm mạch nâng cô la lập hì chỉ đám trâu sắp bạc cò nâng một tay chấm niên à an thà cầm bông chân năng cứ chỉ khan mùi âm nói phong khang phật lật xăm phía rẽ âm bị đấy hai sấm bố vật thô tiệt đam xăm tật thắm nâng đây miên côn lập hiệp lò sầm rạp cầm nẹp phật lật xê rầm mạch rập bót chút pon bàn chữ dọc đầy phật hết so lập bài sạch mót thắt nâng khum bầy khmai nâng đầy khmáo dọc pi đầm bòn vọt chá nay khum prasnap sọc rliệp ỉa chúng nuôi cá cầm rồng phá lật xe rầm mạch lộ xuống sầm bạc bên chạy thà đầy bộ phết thmò rực sạch mắt sầm rạp phá lật xe rầm mạch nâng mình nghe pra ọ lái bà ả nhà thô cục rồng bàn tạm trâu lộ thà chúng phú vật thô thiệt đàm đấy đại miên côn lập hiệp ai đang bạc bóng bàn tay vật thô thiệt đàm phá lật tật nắm mình nghe nâng bạc bóng lái pru vật thô thiệt đàm thằng lúc ai rọc bàn pi sầm bọ liệt thầy chớ rưu ông cám chị đàm chẳng là phung đồn xế bần dây phì cả lại đầy xo lắm nà nà thật xo lắm tập tế đầy khám áo nâng nâu vọt chạc bần thầy đầy nâng dương tình kế rưu phô chẳng bạch tình bà bồn tình đôi chị đầy khám áo ní tức mà cô dốn phì mờn đầy xo thay bây mờn bồn à nâng hãy lên dương thang cầm lãng phô lạc nếp xem kết đầy xo nâng mà cô dốn bột cho môi cầm lãng phô lạc xem xinh tưởng ó đôi chị đọc phì mờn
ទៀតតងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានដីធ្វើកូឡាលភីឬសេរ៉ាមិចនេះប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកតាត់ណានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងជំនាញពាក់ព័ន្ធបានហាមប្រាមរាល់សកម្មភាពជីកយកដីនៅតាមទីតាំងដែលមានដីអាចផលិតកូឡាលភីបានទៅប្រើប្រាស់អ្វីផ្សេងក្រៅពីទុកផ្គត់ផ្គង់ជូនក្រុមអ្នកផលិតក្នុងខេត្តឬក្នុងសហគមន៍ភូមិបណ្ដុងឫស្សីនោះទេ ตอนยืนกับองค์ตะขัดทองอย่างกายลายจำเริงประมาณจบตัวจุ่ยควัดอย่างไฟฉับไปยืนบานจุ่ยเจดีย์ท่าคือการได้สำรวมอาจจะจับไปให้เจ้าตรงนั้นยืนท่ามีนแบบรับบัตรไปก่อนดำไปไอ้คนมีนหลุดหนึ่งมือดำไปกับใจกระดำไปช่วยประตรงและประกวดนั่นแหละตามการไอ้ดังปีอาญาทอขนมแพทย์กุมพงษ์ฉลางกล่าวปีบรรจบกุมโรงผลัดเซรามิกหรือกลาลพีชระบอบญี่ปุ่นนี่เต๋อกรมหุ้นไอ้กระจุนระบอบจันโครงบอตต้นวินิยกทม ផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់អំពីដីនៅភូមិអណ្ដូងឫស្សីដើម្បីលក់ចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនដែលនឹងបោះទុនរាប់ពាន់ដុល្លារនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងជីងតើចិនខេត្តជាងស៊ីប្រទេសចិនខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអារីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង